Với vị trí địa lý gần tuyến hàng hải chính có điều kiện tự nhiên thuận lợi với hệ thống luồng hàng hải hiện đại, cùng cảng Cái Mép Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đáp ứng được 6 trên 8 tiêu chí cơ bản để hình thành cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế. Ngoài ra, hiện dự án đầu tư nâng cấp luồng hàng hải vào cụm cảng Cái Mép có độ sâu đến 15,5m vào năm 2022 đang được triển khai thì Cái Mép Thị Vải có khả năng tiếp nhận mọi tàu mẹ. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 9 năm 2021 cũng khẳng định Cụm cảng Cái Mép Thị Vải có chức năng là một cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, 5 năm qua, cụm cảng Cái Mép Thị Vải đã và đang làm tốt vai trò cảng cửa ngõ của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế của cả nước. Cảng đã thu hút liên kết được với nhiều tập đoàn vận tải biển, tập đoàn khai thác cảng lớn trên thế giới và đã có nhiều hãng tàu hàng đầu thế giới đưa tàu ghé cảng. Tại thời điểm này, hàng tuần có 33 chuyến tàu mẹ cập cảng cái mét thị giải, với đội tàu container có sức chở lớn nhất thế giới, chuyên chở lượng hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam thường xuyên ra vào khu vực cụm cảng. Theo các chuyên gia cảng biển, để đưa cái mét thị giải phát triển thành cảng trung chuyển quốc tế, ngoài việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng cảng biển như mở rộng nâng cấp luồng hàng hải chính phủ cần có cơ chế chính sách mang tính đột phá cho khu vực cảng biển nước sâu đặc biệt quan trọng này thành lập ban chỉ đạo để tổ chức nghiên cứu chỉ đạo triển khai một số giải pháp trong đó giải pháp đầu tiên là nghiên cứu kêu gọi và khuyến khích các tập đoàn đầu tư có năng lực kinh nghiệm để đầu tư khai thác trung tâm dịch vụ logistics tại khu vực cái mép đồng thời tổ chức nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền thí điểm xây dựng mô hình cảng trung chuyển cái mép do áp dụng quy chế thuế và hải quan như đối với khu kinh tế tự do áp dụng cho khu cảng trung chuyển quốc tế này